Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 29 tháng 1 năm 2019. Và đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa bàn giao lắp đặt xong bộ bàn ghế và chiếc kệ tivi, bộ nội thất phòng khách bằng gỗ mun cho gia đình nhà chị Hằng. Ở đây là tiệm tóc Khánh Hằng. Tiệm tóc Khánh Hằng ở đường Nguyễn Huệ. Đúng không? Đường Nguyễn Huệ, thành phố Lào Cai. Một bộ sản phẩm VIP của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi bằng gỗ mun. Và trên mình quý vị đang thấy đây, chị Hằng chị đang ngồi ở ngoạn bên bộ bàn ghế mà Thành Luân tôi vừa bàn giao. Ngày hôm nay chúng tôi đã bàn giao là bộ bàn ghế và chiếc kệ tivi cho gia đình, rất chia đẹp. Và Thành Luân chúng tôi để kê được bộ ghế này nên vào đúng vị trí phòng khách thì phải nói là rất vất vả, nhờ có sự trợ giúp của gia đình. Vì bộ ghế này là rất nặng, chúng tôi cho lên tầng 2. Và chúng tôi một chặng đường dài, đi một chặng đường dài lên từ Phú Xuyên, Hà Nội cơ sở 1, chúng tôi lên đến thành phố Lào Cai là đi từ 10 giờ tối cho đến rạng sáng 4-5 giờ sáng ngày hôm sau mới tới nơi được. Rất chi là vất vả. Bộ bàn ghế đã được kê vào đúng vị trí không gian phòng khách của gia đình, nó rất chi là đẹp, nó tôn vinh lên vẻ đẹp của phòng khách. Của phòng khách rất là ấm cúng và sang trọng. Trên mình quý vị đang thấy đây là anh chị vẫn đang chiêm ngưỡng bộ bàn ghế của Thành Luân, rất đẹp. Khách nào có nhu cầu muốn sở hữu các sản phẩm tương tự liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ, và chúng tôi luôn luôn sản xuất các cái mẫu VIP, mẫu khủng nhất. Rất chia đẹp. Không gian phòng khách thì chúng tôi là kê bộ ghế này vào rất chi là vừa, rất vừa với không gian phòng khách của gia đình. Và cách đây ít tháng trước Thành Luân cũng có bàn giao một bộ tương tự như này cho gia đình, cũng nhà một khách hàng gia đình tên cũng là chị Hằng, chị khu phố mới thành phố Lào Cai. Và ngày hôm nay chúng tôi là cũng giao bộ bàn ghế này cho gia đình nhà chị Hằng, là tiệm tóc Khánh Hằng ở đường Nguyễn Huệ. Tiệm tóc Khánh Hằng ở đường Nguyễn Huệ, thành phố Lào Cai. Rất chia đẹp, bộ sản phẩm này được kê đúng vị trí không gian phòng khách cộng với chiếc kệ tivi. Kệ tivi kích thước là 26. Mẫu này là mẫu kiểu mõ đồng tiền 3 cục. Rồi. Anh Đoan à? Chờ chờ luôn. Đúng rồi, để ngoài cho em nhá, để ngoài nhá. Để ngoài chuẩn bị bốc nhá. Rồi rồi. Và đây chúng ta sẽ cùng đi xuống phía dưới của không gian gia đình, xem cái tiệm tóc của gia đình rất chi là đẹp và hoành tráng. Thì khách nào có ở Lào Cai mà có nhu cầu về tóc và làm đẹp thì hãy đến với tiệm tóc Khánh Hằng, thẩm mỹ viện tóc Khánh Hằng. Đây tiệm tóc Khánh Hằng, đây xe của tôi đây. Tóc nha. Đó, gia đình rất đẹp, có tiệm tóc này rất chi là đẹp. Thịnh vừa cắt tóc đi. Ok. Quay trở lại với không gian phòng khách của gia đình, quý vị có thể thấy được bộ sản phẩm này luôn là kê vào đúng vị trí rất chi là đẹp. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm của khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân tôi theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770888. Tôi có thể Luân xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi ủng hộ. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.